Về cơ bản, muối sản xuất theo phương pháp trải bạc có các giai đoạn giống với phương pháp sản xuất truyền thống, chỉ khác ở ô kết tinh, có lót bạc nhựa. Sản xuất muối trên nền bạc giúp diêm dân tiết kiệm được thời gian và công sức lao động qua từng công đoạn sản xuất. Bởi sau khi thu hoạch muối xong, chỉ cần dọn sạch sẽ ô trải bạc là đã có thể tiếp tục đưa nước từ các ô chứa vào ô kết tinh để sản xuất tiếp. Sau thời gian đầu vụ khó khăn do mưa trái mùa, hiện nay thời tiết thuận lợi, nắng kéo dài nên sản lượng muối cũng tăng cao. Cùng với giá muối duy trì ở mức khá nên người dân có nguồn thu nhập khá. Bữa nay nói chung là đầu mùa giờ không có muối, nhưng mà bữa nay cào có muối thì tụi em phấn khởi lắm. Dạ vui lắm, mặn chứ chị thấy vui, cười, mừng lắm. Nghề làm muối tại huyện Đông Hải chủ yếu là sản xuất theo kỹ thuật truyền thống. Để có một ruộng muối đưa vào sản xuất, diêm dân phải chuẩn bị hết sức công phu và tốn thời gian từ 1 đến 2 tháng để chuẩn bị. Thế nhưng, hạt muối làm ra chất lượng lại kém, lẫn tạp chất nhiều, giá thành thấp, năng suất và hiệu quả kinh tế thấp. Trong khi sản xuất muối trải bạc, năng suất tăng từ 2 đến 2,5 lần so với làm muối trên nền đất. Chất lượng muối tốt hơn, hạt muối to đều, trắng, ít lẫn tạp chất, mà thời gian kết tinh muối lại ngắn hơn từ 5 đến 7 ngày so với muối sản xuất trên nền đất. Hiện giá muối trải bạc tại các cánh đồng muối trên địa bàn huyện thương lái thu mua với mức giá từ 2.400 đồng đến 2.500 đồng một ký, cao hơn khoảng 1.000 đồng một ký so với giá muối đất. Thời tiết nắng tốt, có thể là khoảng hết tháng 4 thì năng suất có thể đạt khoảng là từ 2.000 cho đến 2.500 dạ trên 1 hecta. Thì phải nói đây là cái năng suất rất là cao so với cái mô hình muối truyền thống. Thì qua đó thì cái thu nhập của người dân đối với mô hình này sẽ tăng lên, thì góp phần cho cái giữ gìn, bảo vệ cái nghề muối truyền thống. Việc chuyển đổi từ sản xuất muối truyền thống sang muối sạch là hướng đi tất yếu để nâng cao chất lượng và sản lượng muối Bạc Liêu. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện đề án nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối giai đoạn 2021-2030 của tỉnh, theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa các loại sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu muối trong nước hướng đến xuất khẩu ra nước ngoài. Qua đó, không chỉ nhằm tăng thu nhập cho diêm dân mà còn tạo điều kiện để diêm dân gắn bó, duy trì và phát triển nghề làm muối truyền thống.